đây là huyện Ngân Sơn nhá. Hơi xa. Lần đầu tiên mình đến Ngân Sơn. Cất vào kia đi. Cất nào. Cất là cất thế nào. Đấy. Đấy, xe bị giữ từ ngày 14 tháng 7 2018 mà mãi chả giả. Thế này mình đến trước buổi sáng họ tự giả mỗi cái tờ giấy ủy quyền. Đây bây giờ cho các bạn xem mỗi tờ giấy ủy quyền. Tao đấy gửi đâu nhỉ? Trong đây à? Trong này. Trong đây. Cái kia đưa cho họ rồi mà. Bàn giao cho họ. Đấy, giấy quyền đấy. À. Mỗi tờ giấy quyền nha. Đấy. Đóng dấu công ty đàng hoàng nha. Đấy. Và đây là biên bản trao trả tài sản này. Đấy. Vào hồi 11 giờ này. Đấy. Ngày 26 tháng 10 2018. Căn cứ quyết định này chúng tôi gồm các ông liên quan này. Em đều thế này có cả tên ông Trần Đình Sang. Mà mình làm quái có xe. Đấy. Đây là dấu ở bên công an đấy các bạn nhá, nhìn ra ngoài nhá. Điều tra viên này. Đấy. Bùi Huy Cường này. Đấy. Không phải khó đâu nhỉ. Xe giữ trái luật thì phải trả chứ đúng không? Đấy, đây, chờ tí em vừa cho xe lên trước thế này một đoạn rồi. Tí lên sẽ quay xe, khổ lắm, xe giữ. Xe giữ mấy tháng trời, có mỗi một cái tờ quyết định giữ xe 10 ngày, quyết định tạm giữ tăng vật. Mày quá, họ bảo sang tuần giả, chả hiểu nào, họ giả luôn, đều thật. Quả tính nhầm đường này đúng không? Quả tối đi tính nhầm này đúng không? Ừ. Đâu nhỉ? Xin chào. Đâu nhỉ? Đâu nhỉ? Ơi, mình quay lại mặt mình. À. Sao lại tính nhầm vào anh? À. Ai gọi nhỉ? Đấy, đấy vào đây không? Còn là đầu tiên đi Bắc Cạn đấy, ở bên Bắc này có tỉnh cuối cùng là Cao Bằng. Cao Bằng là tỉnh cuối cùng mà mình chưa đi, tí đi chiều đi Cao Bằng ngủ giấc xong mai về. Alo tôi nghe. Chưa, đang lên tiểu gió ăn cơm rồi, xong rồi đã ăn cơm xong mới quay lại Cao Bằng. À. À, đi Cao Bằng lên ngủ cái bác gọi là đi ấy đấy. Đấy lên đấy ngủ giấc không là sáng mai về coi như là mình đi hết miền Bắc ấy. À. Cứ đi thẳng đi thoải mái. À. Ăn cơm trên đỉnh gió trong tính nhá. À. Mảng lác quá, đỉnh cái đeo gió này rất là lác đấy. Ngày đi có phải ngắm cảnh đẹp nhỉ? À mưa không mưa phải ngắm cảnh đẹp nhỉ? Ôi trời. Toàn lau à. Đấy. Giờ thì mình vừa nãy là công an bảo là trong đấy là không được Liverpool. Không được cô quay phim chụp ảnh thôi mình. Phải tôn trọng người ta, mình không lấy chim, còn mình vẫn quay thôi, chả thấy biệt cấm, mình quay tí ngày mình đắc tiếp. chào Đông Nguyễn Duy, chào Huy Đình. À, chật tí vậy đấy. Ôi, sao lâu lấy đỉnh nhỉ, lên chỗ xe nhỉ. Mấy cây nữa thôi. Đấy, thấy không, cứ có giấy tờ là đàng hoàng là nên lấy xe đơn giản. Thế mà mấy ông này mấy tháng nữa xe hả? Qua trần nó trốn à Nguyễn Ngọc
Kệ họ chứ mình có làm gì đâu mà họ trốn. Chào Trần Văn Thành nhá. Đang vui vẻ đấy. Miền Bắc này còn Cao Bằng là mình chỉ đi thôi. Mà từ đây đến đấy có 90 cây nữa thôi. Hàng tí đi nốt. Miền Bắc miền Trung đi hết rồi. Miền Nam thì chắc cũng đi được. Nó còn sót vài chỗ. Chắc có 20 tỉnh gì đấy. Rồi, cái cầu đây để lên cho quay cho mọi người xem cái xe. Bao lâu đấy nhỉ? Đỉnh của nó có 5 cây rồi, sao lâu đấy? Cây mẹ đường trơn thế này đi cái gì? Đấy, đường đèo quay có lắm, đường Cao Bằng nhá. Đường này vẫn ngon hơn đường quốc lộ 70 nhá. Ôi đường này đi nếu mà mình đi vẫn ngon ấy. Đấy. Mỗi tội tối qua không thạo đường đi chậm lắm. Tối qua 2 giờ đêm mình mới lên đến đây. Ba mình ở Thái Nguyên xong là 11 giờ đêm mình đi 2 giờ đêm lên đây. Đang chuẩn bị ăn cơm, đang chuẩn bị đến đỉnh dốc để ăn cơm để quay cho mọi người xem cái xe vừa lấy ra đây. Xe thì không niêm phong, bây giờ nó lại phát sinh một lốp bị hỏng. Do rách vỡ vòng quanh. Chào Giao Trinh, câu lạc bộ Sapa cô dâu 26. Ôi giời, câu lạc bộ Sapa cô dâu 62 chứ nhỉ. Chào Giao Trinh nha. Chào Trinh Nguyễn, cỡ sao lâu nhỉ. Đầu gấu rồi. Đầu châu à? Đầu châu chặn à. Tây Nguyên xá lắm mà Nguyễn Tiến Quân rồi. Thế nhưng là những người đấy họ tự giúp họ ở đâu cũng thế. Bọn tớ chỉ để gọi là đi lang thang được ít thôi. Làm sao mà giúp được, vì họ không dám thì mình làm sao dám được. Họ không dám mình hộ họ thế nào được. Bản thân họ còn quyền lợi họ còn không dám thì... Em nghe sếp ơi. Từ công an, từ chỗ công an lên để đỉnh bao nhiêu cây? Đấy, sao mình chạy mãi không đến nơi nhỉ? Đến chỗ hai con ngựa chưa? Không, vừa hai con ngựa. Thế này để quay hai con ngựa cho ông xem, mang lên cho ông xem chứ. Con ngựa rồi, đây rồi, đây con bán tải đây. Con xe tải đâu, đây rồi. Đấy, đây, đỗ đây, buổi mườn này. Đấy, xe vừa lấy ra đây nhá. 20H00759 này. 20C14099 này. Úi xời ôi, trời chết trời, ướt hết rồi. Bằng tiếng em đâu cũng tìm cái xe không lấy được. Chờ cười mẹ quần đùi dài ra thôi, không mặc quần dài ướt hết, trời mưa to lắm. Đấy, xe này, đấy, lấy về đây. Đấy, đâu? Đây, đầu này. Đấy. Đơn giản lắm mà, lấy xe đơn giản lắm các bạn. Có cái gì xem không? Về Thanh Hóa chăn bò à? Chăn trâu chứ. Chăn trâu chứ, tôi nghĩ là hôm nọ cả huyện hình sự cả huyện Như Xuân chăn trâu thoải mái thế còn gì nữa. mũ này là mũ của thằng gì, thằng có em. Em là người em nó có hay thích đi dép, không thích đi giày. Ôi. Không thích đi giày.
Đấy, em làm cái ô nữa ra quay cái xe cho bác xem nhá. Đấy. Nhà em quay cái xe cho các bác xem nhá. Đấy, về nó phải đang hoang đúng không? Mấy anh em chủ xe lên sau, mấy em qua lên trước. Đấy. Chào nha. Bị từ 14 tháng 10. Mỗi cái tờ giấy giữ xe 10 ngày. Đấy. Rồi cái này phát sinh vừa nãy vào biên bản rồi. Em nhận xe vào biên bản rồi. Đây. Thiết vỡ vòng quanh la răng. Đấy, quả này không thấy ghi trong biên bản. Quả cái biên bản nghiệm thu hôm trước nhá. Đấy, đâm một sườn mỗi như thế này giữ người ta 4 tháng trời. Đấy, nổ hai của lốp bên này thì có trong biên bản này. Thế này. Đấy, sai đâu là việc của người ta, còn mình lấy xe công ty mình lấy về thôi phải không các bạn? Đấy. À, hôm nào giải quyết luôn những cái đàn nhá. Đấy. À, ông chủ lên, ông chủ có lên live stream để mai đi dọa có hiệu quả hơn không? Hả? hay là đồng chí qua chém nửa bầu trời uống rượu chém nửa bầu trời thấy nguyên. Qua chém này không? Tôi quả hạ như này, tôi phải hạ như này. Qua mình chả. Người ta chém gió tay này mẹ ông như này. Phật. Mày hôm qua mình không dám mò ra, mình bảo mò ra này với ông Thánh Nguyên lại bảo mẹ đồ đép với thằng này nó quay gì không lại dã ra lo. Nhưng mà hôm nay hôm qua uống nhưng mà chả năng gần ra hết rượu rồi nhỉ. Đã thay quần áo rồi. Có vào không? Lên hình không? Lên rồi. Lên không? Lên không để anh cho lên. Ơ không, anh quay quay mặt anh mà. Thấy không? Lên đi, chú lên đi. Thấy không? Cho lên hết đi anh. Hả? À đây, lái xe chứ. Lái xe đâu kìa. Ông chủ đây xếp tới giám đốc với ông chủ nhá. Có đây đồng bọn của ông chủ này. Đồng bọn ông chủ. Đấy là đồng chí chém nửa Thánh Nguyên tí đưa một cái đoạn clip qua nhá. Thôi à. Tí đưa đoạn qua chém nửa Thánh Nguyên. Thôi, thế anh nhá, chào mọi người nhá. À, chào lại. Tạm biệt nhá, để mình ăn cơm đã. Mũ này là mũ của thằng cái gì nhỉ? Mũ này mũ của thằng gì nhỉ? Thằng, không. Mũ này đấy, mũ này của thằng này. Đấy, nó có số điện thoại đây, em lấy của nó thế là nó chửi anh đấy, nó bảo mẹ đi với anh xe anh Vinh anh lấy mất mũ của nó nhưng mà hôm nay mình đội đấy. Thằng nào có số điện thoại biển số xe này thì tìm nhá. Thằng có cái mũ này là 21C này. 01938 này. Tên là Thảo này. Số điện thoại này 0965636655 nhá. Nhớ mà đòi nhá. Nếu mà thì nếu mà tìm gặp anh giả mũ không nghỉ mới luôn đấy nhá. Đấy nhá, chào nhá. Đang đèo gió Thái Nguyên nhá. À, trời mưa tầm tã này. Tí ai đi các bằng chơi em không? Ôi đồng bọn ông chủ đông như quân nguyên thế này mà 4 tháng không lên được xe chẳng các bạn nhá, chào mọi người đấy nhá.